Thưa quý vị, có lẽ đây cũng là những gương mặt rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi, có phải không? Thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu với quý vị nghệ sĩ, ca sĩ Ánh Tuyết, Tuyết Tuyết. Nghệ sĩ, ca sĩ Quỳnh Hoa. Và một gương mặt rất là quen thuộc, người quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, nữ nghệ sĩ Quỳnh Nga. Kính thưa quý vị, Quang Long xin mời cả ba chị vẫn tiếp tục đến đây cùng với Quang Long trên sân khấu này. Đây là những cái gương mặt rất là quen thuộc, tại sao mà Quang Long lại mời như vậy? Bởi vì kính thưa quý vị, khi mà có trao đổi với cả chị Quỳnh Nga trước khi chương trình biểu diễn được bắt đầu
thì chị Bình Nga có nói rằng tất cả những nghệ sĩ cũng như tất cả những quý vị đến đây với chương trình này đều là những người rất là gắn bó với cả Bình Nga. Với Tuyết Tuyết thì đây là một cô em gái và từ ngày chị Tuyết Tuyết còn bé tí nhỉ. Với hai chị em cùng đồng hương Hà Đông ạ. Với Quỳnh Hoa thì Quỳnh Hoa có chia sẻ rằng là Quỳnh Hoa thì không có gắn bó với cả chị Quỳnh Nga từ khi mà còn bé tí, nhưng cũng từ cái thời mà cũng rất là xa rồi đúng không ạ, từ thời tiểu học hay là trung học cơ sở gì đó. Vâng, và kính thưa quý vị, còn rất là nhiều các nghệ sĩ khác, những nghệ sĩ cũng luôn gắn bó với cả Quỳnh Nga, một cái gương mặt mà trước khi mà chị sang bên Đức thì chị cũng đã là một cái gương mặt quen thuộc trong làng ca nhạc của khu vực thủ đô Hà Nội chúng ta. Vâng, học xin chân thành giới thiệu với quý vị. Tới dự ngày hôm nay còn có các nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nghệ sĩ Tú Hồng Liên, nghệ sĩ Tú Thanh Tâm, các nghệ sĩ Quỳnh Hoa, Tuyết Tuyết, Quỳnh Hương, nghệ sĩ đàn óc gan, Lương Đạt, nghệ sĩ saxophone, Lê Tuyên, các nghệ sĩ âm thanh ánh sáng của nhà hát Âu Cơ. Về phía cơ quan báo chí thì có đại diện của Thông tấn xã Việt Nam, truyền hình Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, báo Quê Việt từ Ba Lan trở về, câu lạc bộ Bất Động Sản Hà Nội và đại gia đình bên nội của nghệ sĩ Quỳnh Nga, các bạn học phổ thông, các bạn đồng hương của Hà Đông. Đấy là những người rất là thân thiết với chị Quỳnh Nga rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, còn anh Thành Công nữa, cũng vừa mới trở về từ Đức cũng đã có mặt ở đây trong cái chương trình này. Xin cảm ơn anh. Vâng, và cũng xin cho Quỳnh Nga giới thiệu thêm, đó là người anh trai của mình, nhưng lại không phải là người Việt, đó là người Đức, đó là Vô Căng. Xin mời. Cho mình đã chia sẻ một chút là ông cũng là người gắn kết giữa Đức và Việt Nam rất là nhiều, giúp đỡ cho rất nhiều người Việt Nam có thể định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó có con gái của tôi, và Vương Căng chính là người bố thứ hai của cháu. Xin cảm ơn. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta phải, vâng, xin mời hai nghệ sĩ, chúng ta sẽ còn gặp gỡ hai nghệ sĩ Quỳnh Hoa và Tuyết Tuyết ở phía sau của chương trình. Còn bây giờ thì con vẫn muốn giữ chị Quỳnh Nga ở đây, bởi vì trong số những vị khách mời ngày hôm nay có một vị khách rất là đặc biệt, con đã giới thiệu ngay phía đầu của chương trình rồi, nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có nói anh ấy ở cái tư cách là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ nữa, mà anh ấy có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt với cả chị Quỳnh Nga. Và đặc biệt nữa là nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi là một cái tiếng đàn piano thì có lẽ là số 1 của Việt Nam chúng ta trong rất là nhiều năm qua. Thôi, cái kỷ niệm thì chị Nga chia sẻ đi. Vâng, xin cảm ơn MC đẻ trai. Lần đầu tiên chị gặp với chị rất là cảm tình với em. Trước tiên cho Quỳnh Nga xin cảm ơn em. Thưa mấy các quý vị, Quỳnh Nga và nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi có một kỷ niệm thì rất là nhiều, nhưng một điều đặc biệt là năm 1982 tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Quỳnh Nga sinh hoạt cùng với Nghệ Sô có tập bài hát của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Du Con Mùa Đông. Và ban nhạc của cùng với Nghệ Sô đã tập đi biểu diễn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà Phạm Ngọc Khôi lúc đó tiến vào phòng thu và đệm thử trên tiếng đàn piano thôi, thì tất cả các gọi là các kỹ thuật viên, các anh ấy và có nhạc công ở đấy, có cả nhạc sĩ ở đấy, thì các anh quyết định là khi mà Nga đánh thử và hát thử thì các anh bảo là không cần ban nhạc của cung những nghệ về show nữa. Và hiện nay trên Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn đang phát băng Du Con Mùa Đông do ca sĩ ngày xưa Quỳnh Nga là nghệ nhân là Thúy Nga, và người đệm đàn cho Quỳnh Nga chính là nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi. Xin cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị, đây là một tiết mục có lẽ là không có trong những chương trình đâu ạ. Nhưng mà khi mà chị Quỳnh Nga chia sẻ như vậy thì vâng, không phải là thôi, thế thì phải có cái tiết mục này cho nó ấn tượng, bởi vì đây cũng là một chủ đề của chúng ta là trở về mà. Thế, hai anh chị hãy cùng xin quý vị một tràng pháo thật lớn để chúng ta cùng đến Du Lời Du Con Mùa Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Mùa đông
mùa đông trên cánh bầy chim. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, xin cảm ơn chị Quỳnh Nga. Chúng ta sẽ gặp lại Ngọc Quỳnh Nga ở phía sau của chương trình. Xin quý vị chúng ta cùng cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi bằng một tràng pháo tay cảm ơn. Vâng, quý vị thưởng thức cái lời ru mùa đông ấy, thì quý vị sẽ thấy rằng là không chỉ có Quỳnh Nga như sống lại những cái kỷ niệm ngày xưa, mà Quang Long tin rằng mỗi chúng ta cũng đều sống lại những cái kỷ niệm của mình với những người mẹ của mình và với Hà Nội trong những ngày đã qua. Và bây giờ thì xin kêu quý vị chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một nhạc phẩm cũng rất là quen thuộc, Thư của mẹ, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Quỳnh Hoa. Xin kêu quý vị cùng thưởng thức.
mẹ yêu thương con biết bao, từng lúc chào đời cho đến hôm nay không hề thay đổi. Con yêu mẹ, mẹ tin con đã khôn lớn, hãy sống cho mẹ được thấy tự hào về con. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ gặp nhiều gian khó, chứ con đường dài phía trước vẫn đi thường tự yêu thương, chắc thêm những muộn phiền lo toan, vì xin những điều mà từng sai con không nhận ra. Thế nhưng vẫn còn mẹ yêu con, sẽ luôn vững vàng để vượt qua. Trái tim của mẹ được dõi theo bước chân của con. Một ngày nào đó con có phận gì khi những bước chân con đã mỏi mệt, hãy trở về bên mái nhà còn mẹ và con tay của cha. Dù thời gian trôi mọi thứ xóa nhòa, hay tháng năm dài nhạt phai tất cả, con một điều mà không biết thay, con một điều mà không biết thay, con một điều ứng xử riêng dành cho mẹ, nhưng có lẽ rằng càng về già thì lại càng thấy yêu mẹ mình nhiều hơn. Con nói như vậy là con muốn giới thiệu tới quý vị một tác phẩm cũng rất là quen thuộc, cũng rất được tất cả chúng ta yêu mến, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Mẹ Tôi, sẽ đến với quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tuyết Tuyết. Thank you.
ngoài hiên mùa đông cây vàng lá đổ. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị nữa, cũng những người thân của nữ ca sĩ Quỳnh Nga, có gia đình, có chị gái và cựu nhà báo của báo Hà Tây, Phạm Lệ Hằng, xin trân trọng giới thiệu. Có chị Phật Tử, con không biết đúng không, chị biết không, nhưng chị tên Thêu là, và gia đình của cháu Ngân cũng trở về từ Cộng hòa Liên bang Đức. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn để dành tình cảm cho những ca sĩ Quỳnh Nga của chúng ta. Kính thưa quý vị,
cũng rất là nhiều những cái người bạn của Quỳnh Nga thì hôm nay cũng sẽ đến đây. Và như phía đầu của chương trình thì Quang Long có giới thiệu tới quý vị một nữ nghệ sĩ ưu tú, một cái giọng hát mang cái chất giọng dân gian và cũng đã rất là quen thuộc với tất cả các bạn yêu nhạc trong nhiều thập niên qua và thông qua làn sóng này ở Việt Nam, một nữ ca sĩ, một người bạn đồng nghiệp với nữ nghệ sĩ Quỳnh Nga của chúng ta. Xin chân giới thiệu tới quý vị nữ nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên. Vâng, hôm nay thì mình sẽ hôm nay của chúng ta với một cái cái phần ý thích rất là trẻ trung này, không chị thưa quý vị, một âm nhạc như thế sẽ mãi mãi là giúp cho chúng ta trẻ lên anh chị. Con Long nói như vậy là bởi vì con nghĩ rằng là với Hồng Liên và Quỳnh Nga, những cái kỷ niệm thì nó sẽ là kỷ niệm của thời trẻ và kỷ niệm hai chị cũng đã có rất là nhiều những bài hát trên sóng đài tiếng nói Việt Nam, phải không? Khi mà nhắc đến Hồng Liên thì có rất là nhiều ca khúc. Như hôm nay với cái chủ đề về mẹ như thế này thì chị dành tặng cho quý vị một cái ca khúc nào liên quan? Hồng Liên sẽ gửi tặng quý vị một bài hát của Phạm Tuyên với nhan đề Khúc Hát Ru của Người Mẹ Trẻ. Vâng, xin chúc mọi người cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồng Viên xin chân thành cảm ơn. Nhạc sĩ Hồng Viên thì vẫn còn phải ở đây với chúng ta, bởi vì có lẽ đây sẽ là một cái phần là trình diễn cũng rất là vô hứng thôi, nhưng mà rất là đặc biệt thưa quý vị. Bởi vì chị Nga Nga thì có một người bạn mà chị rất là yêu, và quý vị có thể thấy ngay khi mà chị Nga xuất hiện ở đây, yêu Hà Nội, yêu mẹ như thế nào của mình thưa quý vị. Và đây là một cái bài thơ rất là mới mà chị Nga dành tặng cho người mẹ 96 tuổi của mình. Và bây giờ thì có lẽ là hình nhờ nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, chị hãy cất lên những cái lời thơ chắp cánh cho những cái lời thơ này bay vào trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Hồng Liên sẽ có bài thơ Mẹ của Quỳnh Nga. Cả ngày đùa với mẹ chẳng bao giờ chán đâu, hòa giọng cười khùng khục, học tiếng Anh bắt đầu. Tiếng Đức nghe không rõ, phải nhắc lại vài lần. Rồi mẹ cười, nói khẽ, để mẹ học dần dần. Sĩ cũng rất là quen thuộc với anh, đã xuất hiện rất là nhiều lần ở Đức để biểu diễn phục vụ kiều bào của ta ở đó. Kính mời quý vị chúng ta cùng đến với phần trình diễn của nam ca sĩ Quốc Huy. Vâng, lần đầu tiên cho phép Quốc Huy được gửi đến tất cả quý cô chú cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để chúc mừng cho ca sĩ Quỳnh Nga được chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Vâng, ngày hôm nay cho phép Huy xin là con U, bởi vì là trong suốt 6 năm vừa qua, Huy đã có rất là nhiều lần sang bên Đức biểu diễn ở đây, rất là có nhiều kỷ niệm với cả U Nga. Lần đầu sang diễn gặp U Nga rất là ấn tượng, bởi vì là một người rất là trẻ trung, dễ mến và luôn luôn nhiệt tình, và
chào đón những người Việt Nam sang đó để biểu diễn, để phục vụ kiều bào. Và trong đó thì Nga bên đó cũng là một nhà báo rất là ưu tú, chuyên đưa những tin tức rất là nhanh chóng, cũng như là chính xác về những người con xa xứ, cũng như là những người ca sĩ từ Việt Nam qua để phục vụ các kiều bào. Và trong ngày hôm nay nữa cũng rất là vinh dự khi được nhận lời mời của Nga đến đây để tham dự chương trình, cũng như là góp một phần nhỏ bé những ca khúc để dành tặng cho Nga, cũng như là tất cả quý vị đã có mặt tại đây. Rất là mong rằng là tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà rất là mong rằng sẽ gửi đến tất cả quý vị, và rất là mong rằng quý vị sẽ yêu thích và đón nhận. Và ngay sau đây xin được gửi đến tất cả quý vị sẽ là một sáng tác viết về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cũng như là con người Việt Nam nói chung, với một bản phối hoàn toàn mới, một liên khúc được mang tên Một Thoáng Quê Hương và Sinh Tươi Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong em luôn dù cháy, nụ cười em luôn trên môi.
cho tiếng hát nơi Việt Nam, dành tình yêu tặng cho người, dành tình yêu tặng cho người và niềm tin trong em luôn vững chắc. Nụ cười em đứng trên môi đã thế giới xanh ta, một Việt Nam luôn hân hoan tràn đầy sức sống và tự tin, hãy bay cao gần chân trời, hãy dâng tay cho cuộc đời và giờ đây tôi vui khi gặp mẹ. Xin chào em. Cảm ơn quý vị, cảm ơn rất là nhiều. Và Huy tin rằng hai khúc vừa rồi cũng một phần nào đó nói lên chính một người của Nga, một người con xa xứ luôn có tình yêu cũng như là nhớ về với nguồn cội của mình. Và ngay sau đây, một ca khúc nữa xin được gửi đến tặng tất cả quý vị cũng như đặc biệt là Nga và người mẹ của U trong ngày hôm nay cũng như là nhân dịp 20 tháng 10 sắp tới. Xin gửi lời chúc đến tất cả các cô cũng như là các chị và các bạn sẽ có rất nhiều sức khỏe, thành công và may mắn trong cuộc sống. Và Huy tin rằng trong mỗi thành công cũng như là thất bại của chúng ta, khi mà chúng ta thất bại hay thành công thì quay trở lại, Huy tin rằng chắc chắn sẽ luôn luôn có vòng tay của người mẹ mình luôn luôn sẵn sàng giang tay để đón mình trở về. Và đó chính là ca khúc mà Huy muốn gửi tặng tất cả quý vị ngày sau đây. Một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương được mang tên Đêm Khuya. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhớ nụ cười khi nắng yêu.
xuất hiện trở lại của những nghệ sĩ rất là quan trọng của buổi tối ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn rất lớn để cùng chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ Quỳnh Nga. Và phải xin ngay chị Hồng Liên cái bài thơ này. Kính thưa chị, đây là những cái lời thơ rất là xúc động và đang đặc biệt ấn tượng. Con miệng cười mắt khóc, biết làm sao bây giờ, mẹ ngày ngày buộc chồng yêu nhớ con vu vơ. Chị chia sẻ tình cảm của mình với mẹ. Kính thưa tất cả các quý vị, Quỳnh Nga chỉ biết nói là cảm ơn nghệ sĩ Hồng Liên đã thể hiện đúng cái tâm tư của Quỳnh Nga, giống như tất cả những người con xa xứ yêu mẹ vô cùng. Có thể nói là Nga chỉ chia sẻ một câu là 360 ngày thì nhà Nga có một cái video theo dõi mẹ cả 360 ngày. Và rất là cảm ơn chị yêu của mình, cảm ơn anh mình, gia đình của mình, và đặc biệt là bây giờ tìm được một bồ tát đến thăm mẹ. Và những lời thơ thì luôn luôn là Quỳnh Nga làm thơ, đặc biệt là về mẹ. Chỉ chia sẻ như thế thôi và mong tất cả mọi người cùng đồng cảm với Quỳnh Nga. Xin cảm ơn. Không chỉ có những cái lời thơ chị dành cho mẹ của mẹ, mà những cái lời ca thì Quỳnh Nga cũng luôn luôn yêu. Những cái lời ca, những cái bài hát viết về mẹ đó. Hôm nay chị dành tặng cho mẹ, cũng như là dành tặng cho toàn thể các quý vị ở đây một ca khúc thật là ấn tượng với mẹ. Dạ, và sau đây xin gửi tặng mẹ yêu và những người con của mẹ bài hát Con Yêu Mẹ. Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mắt chưa hè. Mẹ là dòng che che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui vơi. Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ước ao để con nâng con lên người. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong trong mãi sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trái tim của mỗi người con, trong trái tim của mỗi người nghệ sĩ. Và cái bài hát mà Con Yêu Mẹ vừa rồi ấy, thì là một trong những cái sáng tác rất là mới của một nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ Quách Biên, Quách Ben. Thì có lẽ nó cũng là một trong những cái việc mà minh chứng cho cái sự nối dài của những cái bài hát viết về mẹ của các nghệ sĩ thế hệ trẻ và được công chúng đón nhận. Và đặc biệt là thế hệ các đàn chị như là nghệ sĩ Kinh Quỳnh Nga cũng đã thể hiện. Và bây giờ thì xin quý vị, chúng ta cũng đến với một ca khúc nữa viết về mẹ cũng rất là đáng yêu của thế hệ nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ Mạnh Quân, cũng là một người đã xa quê rồi. Mẹ Con Đã Về xin dành tặng cho quý vị với giọng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Hương. Không dám tin là mới một thời người đang quên.
đông hai âm vang đất trời, dù hơi ru cho tan và vui ấm áp mắt tình xa xôi. Một con kênh, một tờ áo xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa thoát cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu ngờ trở về nơi con sinh ra. Chiều về
chia sẻ với nghệ sĩ Quỳnh Nga và con rất muốn một quý vị trở về như vậy chia sẻ những cái tình cảm của mình, cái tâm trạng của mình. Con có thể xin phép mời anh Thành Công các bạn, anh Công Thành và anh trở về từ Đức. Vâng, xin những vị một tràng pháo thật lớn anh Thành ơi, chúng ta lên trên này để cho quý vị nhìn thấy anh rõ hơn. Anh chia sẻ cái sự trở về của mình và cái tình cảm mà anh có được trong cái chương trình ngày hôm nay. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, dù đi đâu và ở đâu, trái tim người Việt mỗi lần xa xứ nhớ về quê hương, nhất là những đấng sinh thành, chắc có lẽ em không bao giờ quên được những cái tình cảm của đấng sinh thành cha và mẹ, cũng như là tất cả những người đồng bào quê hương. Thì khi trở về đây thì mình rất là cảm động, mặc dù trong cái căn phòng nhỏ bé này, nhưng mà cái tình người, cái sự ấm áp, bởi vì mỗi lần trở về quê hương và những cái buổi hòa nhạc mang tính chất ý nghĩa, cảm ơn đấng sinh thành cũng như nhớ về tổ quốc, thì cái đấy là mình cũng rất là vui, rất là cảm động. Cảm ơn tất cả các quý vị, các bạn cũng như các anh các chị cũng đã có bỏ thời gian đến đây để có vui cùng với tất cả chúng ta. Cảm ơn các anh các chị. Con rất là một câu hỏi nữa dành cho anh. Cái tâm trạng là từ khi mà rời quê hương, rời đất nước Việt Nam và gắn bó với một cái đất nước rất là xa xôi như vậy, thì chắc nó cũng sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để mới quen được, có phải không? Thế nhưng là khi mà rời quê hương sang bên nước ngoài làm ăn cũng như là lập nghiệp ở bên đó, thì tất nhiên là thời gian đầu với cái nền văn hóa nó cũng khác lạ và mình chưa làm quen được, trải qua những thăng trầm và sóng gió, nhưng mà bằng cái nghị lực cũng như là bằng cái tinh thần quyết tâm những người gọi chất Việt cũng đến ngày hôm nay, thì nói chung là cũng cái nó cơ bản và cũng rất là vâng, xin cảm ơn anh Công Thành. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây thì xin kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm viết về Hà Nội của một người đã đi xa Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Nỗi Lòng Người Đi, sẽ đến với quý vị qua phần trình bày của một giọng ca cũng rất quen thuộc với công chúng yêu nhạc của thủ đô Hà Nội nhiều năm qua, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm. Thank you.
tôi xa Hà Nội. Năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp, yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, xa biết xa xa bây giờ, ai đứng trong mai ven hồ, khua nước trong những ngày thơ. Tôi xa Hà Nội, năm em 16 sông tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dâng ra tình ái em đang trẻ, lúc mới có 17 tuổi. Nhưng hôm nay với cái tiết trời thu Hà Nội
và một cái người con xa xứ như chị Nga, thì Thanh Tâm muốn tặng chị Nga và quý vị cái bài hát về Hà Nội. Cái bài hát này nó rất là gắn liền với nhiều vần thơ như sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài sao xác heo may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Và cái tiết thu Hà Nội này rất đẹp và làm cho chúng ta chạnh lòng với những người con xa xứ, nhất là chị Quỳnh Nga của Thanh Tâm, cũng là một cái nỗi niềm Thanh Tâm muốn tặng chị và tặng tất cả các quý vị trong cái tiết thu Hà Nội ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, con xin chia sẻ một chút xíu là nghệ sĩ Lưu Thanh Tâm, nghệ sĩ Quỳnh Nga, nghệ sĩ Quỳnh Hoa, nghệ sĩ Thiết Tuyết là những gương mặt rất là quen thuộc trong làng ca hát ở thủ đô Hà Nội những năm thập niên 80 và 90 phải không ạ? Và các chị còn là trong cái nhóm nhạc gọi là Bông Cúc Vàng đúng không ạ? Vâng, và đây là cái nhóm nhạc của... Vâng, chúng ta cũng xin giới thiệu thêm là Quỳnh Nga thì là chị Cả, vâng. Và đây là cô em út. Vâng, và đã có rất là nhiều những đêm diễn từ những năm 80 tại Hà Nội. Chị rất là cảm ơn em, bây giờ em rất là trưởng thành, chị rất là mừng. Vâng. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho chị Quỳnh Nga. Vâng, và chị Quỳnh Nga thì sẽ là người rất là hạnh phúc bởi vì là trong một cái đêm nhạc tri ân được là cảm ơn mẹ và kỷ niệm Việt Báo tròn 5 tuổi thì đã có rất là nhiều các nghệ sĩ, các anh chị em thân thiết với chị Quỳnh Nga trong rất là nhiều năm qua thì đã có mặt ở đây để cùng chia sẻ cái niềm vui với chị Quỳnh Nga đúng không? Vâng, như đã giới thiệu từ đầu, Quỳnh Nga chẳng biết nói gì cả, chỉ biết là từ trong trái tim của mình cảm ơn tất cả. Cứ nói là 360 ngày hướng về quê hương, đấy là Việt Báo chấm đê. Vâng, thưa quý vị, mà trong cái buổi ngày hôm nay nha, buổi kỷ niệm đặc biệt 5 năm Việt Báo thì không chỉ có những người bạn mà còn là người bạn rất là lâu năm mà còn có những người bạn mới, tức là chị Nga và Việt Báo thì vẫn liên tục có những người bạn mới và rồi cũng sẽ trở thành là người bạn quen và rồi cũng sẽ trở thành những tri kỷ. Và bây giờ thì Quang Long và Quỳnh Nga xin giới thiệu với quý vị một tiết mục của những người bạn mới Quỳnh Nga cũng rất là độc đáo, một tiết mục múa với một cái nhạc phẩm rất là quen thuộc là Em Đi Chùa Hương, qua phần trình diễn của nhóm múa của hội phụ nữ thủ đô phải không ạ? Vâng, xin mời các chị. Chân em đi đôi búa cũng cao cao.
xin cảm ơn các nghệ sĩ trong nhóm múa. Và kính thưa quý vị, trong nhóm múa này thì có chị Nguyễn Thị Minh Tín là chủ tịch câu lạc bộ, quý bà doanh nhân UNESCO Hà Nội. Và trong phòng của chúng ta ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu cho quý vị có ông Nguyễn Hữu Cường là chủ tịch câu lạc bộ bất động sản Việt Nam. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta cùng chào đón phần sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ Quỳnh Nga. Kính thưa quý vị, bây giờ thì con ông cũng có trò chuyện với chị Quỳnh Nga với tư cách là một ca sĩ nữa, và bây giờ là một nhà báo, tổng biên tập một tờ báo điện tử mà có thể nói rằng là rất là quen thuộc với cộng đồng người Việt, và không chỉ có với cộng đồng người Việt ở châu Âu đâu, mà trong những năm gần đây thì con ông với tư cách là một nhà lý luận âm nhạc thì cũng đã biết đến cái trang báo này, và cũng có những cái lần để truy cập vào trang báo này, và con ông thấy rằng là bên cạnh những cái thông tin rất là đa dạng, rất là thời sự về cộng đồng của người Việt ở châu Âu, thì cái trang báo của chị còn dành rất là nhiều cái thời lượng cho văn hóa nghệ thuật của họ. Còn mong muốn hỏi rằng là cái tư duy nào mà từ một nữ nghệ sĩ và sang cái nước Đức, cư ở châu Âu, một nước xa xứ như vậy mà lại dẫn dắt chị đến với nghề báo? Vâng, kính thưa tất cả các quý vị, sau mình chia sẻ hết nhanh là Quỳnh Nga sang Đức năm 1992, và lúc đó là chưa có giấy tờ, và cũng giống như những người ở bên Đức, Quỳnh Nga phải học cách hội nhập, làm rất là nhiều nghề, trong đó có thể nói cái là nghề sư ở nhà của Quỳnh Nga cũng vừa làm, nhưng cũng giống như các nghệ sĩ khác, cũng giống người khác, tôi cũng nhiều nghề lắm, trong đó có nghề cắt tóc, thì sang bên đó là Quỳnh Nga làm cắt tóc, và nghĩ ra làm giò, làm chả, làm bánh chưng, làm quán, mở một cái quán Hà Đông rất to ở bên Đức, và sau đó thì đã hội nhập được, và hiện nay là Quỳnh Nga đang sống tại Cộng hòa Liên bang Đức với cô con gái Nguyễn Như Quỳnh, rất là yêu mẹ. Điều thứ hai mà Quỳnh Nga muốn chia sẻ đó là cơ duyên làm báo. Thì ngay từ cái tuổi thơ của Quỳnh Nga là một nghệ sĩ của tỉnh Hà Tây, thì luôn luôn được theo chị gái của mình, đó là chị Phạm Lệ Hằng, nhà báo Phạm Lệ Hằng, đi tất cả các sự kiện. Mình thì là ca sĩ, chị mình thì là nhà báo, chứ tự nhiên cứ thấy nhà báo rất là thích. Và 10 năm trở lại đây thì cũng Quỳnh Nga nghĩ là như này, chắc là do nghề chọn người, là cái cơ duyên may thôi, chứ Quỳnh Nga chả tài giỏi gì. Tự nhiên là viết văn, tự nhiên nghĩ ra thôi, làm viết chuyện ngắn cho một cái tờ báo, và tờ báo mạng ở bên Đức, và người ta nhận mình vào làm cho người ta, nó hoàn toàn là miễn phí, không có lương, chẳng có lương gì cả. Nhưng mà gần đây tuổi đầu, tức là lúc ý là cách đây 10 năm, là lúc ra ngoài 50, vẫn còn sức trẻ để đi làm. Thực ra mình phải chia sẻ thật là gia đình không đồng ý đâu, vì là Quỳnh Nga nhiều nghề như thế, mỗi ngày phải kiếm ra hàng trăm ơ, mà tại sao lại bỏ không cần một đồng nào và đi làm? Đấy là một cái đam mê mà mình cũng không thể giải thích được. Nhưng phải nói thẳng, đấy là cái niềm đam mê chính là của mẹ thể hiện cho mình. Mẹ rất thích cho Nga đi hát, rất thích cho Nga làm tốt cho xã hội, thích lắm ấy, không biết bao giờ mẹ nghĩ đến tiền cả, mẹ cứ cười cười thôi. Thế và sau đó thì Quỳnh Nga đi làm cho hai trang báo ở Đức, thì Quỳnh Nga thấy người ta đưa tin chậm quá. Mình đi quay phim, bởi vì cũng phải nói thế này, một cái nhà báo mà một con đường mình chọn, bởi vì bên đấy không thuê được ai cả, đi làm không lương ai người ta làm, chứ Quỳnh Nga làm một mình. Một mình vừa chụp ảnh, vừa quay phim, vừa viết bài, vừa đưa lên mạng, vừa làm thơ, vừa làm văn, vừa dẫn chương trình cho một số chương trình, và lại tức là hát nữa, tức là làm hết. Và có lương được, không có lương được thì người ta có thể trả bồi dưỡng hay không bồi dưỡng, với mình không quan trọng. Nhưng mà được đồng nào thì tiết kiệm để đi về. Các quý vị thấy là có nhiều người 10 năm không về được Việt Nam đâu, chỉ vì không mua được cái vé. Nhưng Quỳnh Nga vẫn tiết kiệm được. Một cái điều may mắn nữa chia sẻ là từ ngày đi Đức là Quỳnh Nga được phép là nuôi mẹ, chi phí tất cả những cái gì về mẹ là tiền bằng cái dành dụm. Quỳnh Nga có thể nói là như này, một cái người phụ nữ như mình thôi thì là chia sẻ ở đây với toàn những người thân yêu. Quỳnh Nga về Việt Nam là may đồ rẻ lắm, chứ sang kia là không mua, vì mua những 5-70 ơ một cái không bao giờ mua cả,
Cho nên là cái may đồ ở Việt Nam chỉ có 5 ơ với 10 ơ là thành một cái váy, cái áo rất đẹp. Và có thể được lần nào đi về Pháp cũng mặc cái đấy, mà có những cái đã mặc 12 năm về Việt Nam. Thưa quý vị, là Quỳnh Nga là người dễ là thực sự là học được của mẹ cái tính giản dị. Cho nên là nói về Việt báo, chia sẻ một chút về Việt báo .de. Khi mà làm với những trang báo kia chợ thì Quỳnh Nga tự lập ra một trang báo, và ở đây cũng có một người gọi là người cháu đi. Tức là tự nhiên cơ duyên hai cô cháu gặp nhau và cái trang web đó đã ra đời. Và hiện nay cái trang web của Quỳnh Nga được bảo trợ tại Việt Nam, một trang web mà rất là ổn định và rất là tốt, giúp Quỳnh Nga hàng ngày, và cô cảm ơn Minh rất là nhiều nhé, Minh ngồi ở đây. Và thưa các quý vị, là Việt báo .de ra đời ngày 8 tháng 10, ngày 14 tháng 8 năm 2014. Nhưng mà đến ngày 20 tháng 11 thì Quỳnh Nga mới kỷ niệm lần đầu tiên Việt báo ra đời. Và cũng xin thưa các quý vị thật nhanh thôi, vì cũng không muốn nói dài để mất thời gian của các quý vị, còn rất nhiều chương trình đằng sau. Thì Việt báo ra đời với tiêu chí là kết nối cộng đồng, đưa tin cộng đồng, gắn kết về văn hóa, về nghệ thuật, về nấu ăn ngon, về những lời hay ý đẹp, về Phật pháp, tâm linh, rồi thì tức là tất cả mọi thứ đều là điều tốt. Và đặc biệt nữa là những năm trở lại đây thì Việt báo đã gắn kết được với kinh tế. Khi mà Quỳnh Nga đăng bất cứ một tin gì lên là bao giờ, ví dụ ai muốn bán một cái quán, muốn bán một cái gì đó hoặc mua cái gì đó, đăng lên Việt báo chắc chắn là bán được. Và chắc chắn là tùy các anh chị, có thể là người bồi dưỡng người thì không, nhưng Quỳnh Nga vẫn làm. Nhưng đấy, với Quỳnh Nga cho là mình đã làm một cái việc tốt, và chỉ hồi hướng là làm sao để cho mẹ yêu được khỏe này, gia đình mẹ khỏe này, con thì trưởng thành và con hạnh phúc, rồi thì tất cả những bạn yêu của mình, để mỗi khi trở về trong vòng tay của những người như thế này, đối với Quỳnh Nga đó là món quà vô giá. Và chia sẻ một điều cuối cùng, đó là khi mà Quỳnh Nga làm báo thì đã từ 2014, cũng bắt đầu từ đấy thì cơ duyên gặp mà Kiều Anh cũng là VTC10, và em cũng thấy mình kiểu như là nhanh quá, duyên quá. Và Quỳnh Nga cũng ký hợp đồng với VTC10 từ năm 2014. Cảm ơn Oanh rất nhiều, hôm nay cũng phóng viên Oanh đã ngồi ở đây. Chị cảm ơn Kiều Hưng, Kiều Anh và những nhà báo rất là nổi tiếng đã giúp chị rất là nhiều. Điều nữa là bắt đầu từ năm nay thì Quỳnh Nga cũng bắt đầu kết hợp với Đài Truyền hình Hà Nội để đưa tin cho kiều bào những hình ảnh. Một điều tức là chia sẻ thêm một chút nữa, đó là Việt báo .de đã có những cộng tác viên tại Việt Nam. Các quý vị nào muốn quảng bá, muốn đưa tin đặc biệt là bất động sản, bất cứ cái gì, thì đã có những phóng viên của Quỳnh Nga, khi nào gửi thư cho Quỳnh Nga thì sẽ có những phóng viên đó, những anh chị đó làm đại diện cho Việt báo .de tại Việt Nam, để chúng ta kết nối giữa Đức, Việt Nam cũng như là Việt Nam với không những là Đức và cả châu Âu. Xin cảm ơn thật nhiều. Vâng, thưa quý vị, nghe chị Quỳnh Nga chia sẻ về Việt báo thì có thể quý vị cũng sẽ thấy rằng là có thể bất tận mãi không có thể dừng được, không ạ? Và đấy cũng thể hiện một cái tình yêu của chị đối với cái nghề báo và đối với trang báo, Việt báo và những cái kỳ. Nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục giao lưu nữa đấy. Bởi vì Quang Long muốn như thế này, để mà tạo ra được một cái thành công như vậy á. Thì vừa rồi thì Quỳnh Nga có chia sẻ với quý vị, đó là những cái phần có lẽ là bên ngoài thôi. Còn phần bên trong thì bây giờ là một Quỳnh Nga, một người phụ nữ Hà Nội, một người phụ nữ Việt Nam ở xa xứ, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những khó khăn mà chị phải vượt qua. Thì chúng ta ngồi đây, bởi vì bây giờ là hơi đầu tâm một chút xíu. Em cũng mỏi chân thật. để cho chúng ta tạo một cái không gian thật là gần gũi với toàn thể quý vị. Chắc chắn rằng là Quỳnh Nga từ một những nghệ sĩ ở Việt Nam và sang đó, cái thời gian đầu thì không phải là ấy đâu nhỉ, không phải là đã làm báo ngay đâu, bởi vì mới có 5 năm thôi. Đúng đấy. Còn thì là cái thời gian của Quỳnh Nga đã phải vượt qua rất là nhiều những khó khăn. Và cái tâm hồn như thế nào, làm sao mà để có thể làm một cái tâm hồn của một nghệ sĩ nhưng mà lại tồn tại được với một cái nơi xa xứ như vậy, với rất là nhiều những cái nghề khác mà có lẽ là nếu là một người nghệ sĩ ở Hà Nội thì sẽ không thể nào mà
vượt qua được không? Vâng, cho Quỳnh Anh chia sẻ một chút nữa. Là những người con xa xứ sang bên kia ấy, thì làm nhiều nghề lắm. Để mà hội nhập không thể một nghề được. Tức là ai cũng là giỏi hết, tôi nói thật mà. Tức là kể cả rửa bát cũng phải giỏi, lau nhà cũng phải giỏi. Và nghĩ ra một cái nghề gì đó thì cho khoe một tí, đó là Quỳnh Anh được cộng đồng rất là yêu quý, kể cả là cơ quan sứ quán cũng như là tất cả mọi người đặt tên cho Quỳnh Nga là nghệ nhân gói bánh chưng. Bởi vì thưa các quý vị, bánh chưng thì thực ra là rất là dễ, nhiều bên kia lá rất là hiếm, trên là không thể mua nhiều lá được. Những cái ngày mà hội nhập ý, thì phải mua lá về và gói bánh chưng. Thì Quỳnh Nga đã luyện, tức là cái này chỉ là chắc hay không bằng tay quen thôi, nhưng mà gói bánh chưng một lá một chiếc và một phút một chiếc. Và hiện nay thì Quỳnh Nga thường xuyên đi gói bánh những dịp Tết, những dịp lễ Tết ở bên kia thì đi gói bánh chưng cho các chùa. Gói công đức thôi ạ, không lấy tiền ạ. Tức là một phút một chiếc bánh và có thể gói một lá. Nếu mà bánh lá có thể nhiều thì có thể gói hai lá, nhưng mà rất là nhanh và 1.000 cái như nhau cả 1.000. Thưa các quý vị và xin quý vị một tràng vỗ tay cho điều đó. Vâng, như vậy là cái người phụ nữ đang ngồi cạnh quan lòng có lẽ còn là một cái sứ giả về tinh thần cho cộng đồng người Việt ấy. Quỳnh Quang Long đã từng dừng một kiêm lễ đón chào năm mới tại Quốc Đức của Đức. Và Quang Long thấy rằng là cái bánh chưng như vậy quý lắm, quý vô cùng. Và nhìn thấy mà muốn chào đến mắt đấy chị ạ. Tuy nhiên thì bây giờ Quang Long vẫn muốn hỏi chị rằng là chắc chắn là chị sẽ phải có một cái khoảng thời gian rất là khủng hoảng trong tinh thần. Sự chuyển giao giữa người nghệ sĩ với một người, các cái gọi là doanh nhân ấy. Là rất nhiều những cái công việc khác để kiếm tiền, tức là suốt ngày phải lo tới cơm áo gạo tiền, nó thật là khủng khiếp đối với chị. Vâng, thưa mấy các quý vị, là Quỳnh Nga lại nói một điều là tất cả mọi tính nết, thực ra nói là hiền thế này là từ mẹ hết. Quỳnh Nga cứ học mẹ tất cả mọi điều. Và tại sao lại làm được thơ thì lại là do bà nội. Ngày xưa bà nội của Quỳnh Nga yêu bà nội lắm, cả nhà không ai yêu bà, vì nói thật bà già thì không đẹp. Cho nên là các anh, các chị, các cô, các chú, rồi những người lớn ai cũng chẳng ưa bà nội. Nhưng mình lại cứ yêu bà, yêu lắm. Nhưng bà cứ lấy cái nón hoặc lấy cái chổi, cái gì cũng đọc bằng thơ. Thế chính vì thế bà nhiên cái hồn thơ là nó vào. Cho nên là bây giờ Nga hay làm thơ lắm. Và chắc là em đã hỏi đến cái điều mà chị muốn chia sẻ về di tư đúng không? Vâng. Thì cũng chia sẻ một chút ngắn thôi là Quỳnh Nga là người may mắn nhưng mà không may mắn. Thực ra Quỳnh Nga có một người con gái với một người bố của con gái mình. Thì là một cái người này này, anh ấy không hiểu mình thôi. Chứ mà Quỳnh Nga khoe một chút là phía bên dưới kia tất cả họ nội của con gái mình đang ngồi ở dưới kìa. Thì Quỳnh Nga rất là sung sướng. Quỳnh Nga nghĩ rằng là hiếm có một người đàn bà ở trên đời này được sướng như Quỳnh Nga. Vì bây giờ lại trở thành con, thành em của trong gia đình mà yêu nhau lắm. Yêu không thể tả được. Chỉ có bố của con gái mình không hiểu mình thôi. Chứ còn thì lại rất là yêu, em yêu các anh chị, em yêu cả nhà. Yêu rất là nhiều, vâng. Và chính vì thế mà sang bên kia đi tìm một nửa. Tìm mãi, lang thang, vất vả lắm. Nhưng mà nói thật với cả nhà toàn bị lừa thôi. Cũng gặp được một vài người. Có một người thì nghĩ là một nửa của mình. Thì người ta lại lừa mình kinh khủng. Và chính vì thế vào một dịp nhạc sĩ Nguyễn Cường sang Đức và mở cái lớp sáng tác thì mình sợ lắm, không ra đến học đâu. Thầy bảo mày chỉ học một lúc mà sáng tác được thì mình bảo là sợ lắm. Đấy chính là cái vấn đề mà Quang Long muốn hỏi đấy ạ. Bởi vì chị tự nhiên chị nói rằng là có phải Quang Long muốn hỏi về cái vấn đề riêng tư của chị không? Thôi Quang Long cứ vâng đại đi để cho quý vị biết thêm một chút cái thông tin. Và như vậy Quang cũng biết là tại sao chị Quỳnh Nga nhất nhất là phải gọi thế ngay cái đầu của chương trình ấy, là có cái sự hiện diện của toàn thể gia đình nhà nội. Hóa ra đấy là cái lý do đấy ạ. Nhưng mà con đang muốn hỏi là chính là những lúc mà chị giải quyết những cái sự khủng hoảng, sự chống phá trong tinh thần và được cảm thơ ca là nhà. Chị chia sẻ về sáng tác của mình đi. Vâng, và có khi Quỳnh Nga sẽ hát một cái đoạn mà nói về cuộc đời của mình, cái quá khứ, cái lúc khổ lắm, khổ lắm ấy. Nga đã từng làm thơ và hát rất nhiều ở trên ô tô trước khi nhạc sĩ Nguyễn Cường sang đã sáng tác rồi. Nhưng mà một cái sáng tác mà Quỳnh Nga nghĩ rằng nó đúc kết tất cả cuộc đời của mình trong cái tên là đúng như tâm trạng của Quỳnh Nga, đó là Chơi Vơi. Xin tặng tất cả mọi người một đoạn bài đó và xin một tràng vỗ tay. Cảm ơn em.
Xin các quý vị chia cho Quỳnh Nga chia sẻ một tí hoa cỏ, tại sao lại là hoa cỏ? Bây giờ Quỳnh Nga ví mình là hoa cỏ. Một cái bông hoa cỏ thì ở bên đấy lạnh tuyết, có khi âm đến mười mấy độ, rồi thì có khi nắng, có khi gió, không bao giờ bị vùi dập. Và người tình của mình bây giờ là mặt trời. Và mặt trời và hoa cỏ thì chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng mà lại là ngày nào cũng gặp nhau. Anh ấy tưới, anh ấy chiếu sáng tất cả mọi thứ. Và chính cái tác phẩm thứ hai là Cưới tự do hoặc là hoa cỏ. Xin quý vị cùng lắng nghe. Là mặt trời của ngày hoa cỏ,
cảm ơn những chàng vỗ tay và người rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Nga. Và trong nghe cái phòng ngày hôm nay thì chúng tôi còn thấy có một người em của Quỳnh Nga và cũng là một nghệ sĩ của Hà Nội chúng ta, ca sĩ Quốc Chiến. Anh Chiến Pico mà con vẫn nhớ, nhưng mà gì Chiến nhỉ? Hoàng Chiến Pico. Rất là xin lỗi anh, vì là rất là quen thuộc với anh ở trên Facebook và tiếng hát nữa. Lần đầu tiên tôi có mặt chị Pico, có ngày có mặt một vị đêm của chị Nga. Kính thưa quý vị, đối với chị Pico với chị là hai khi mà chị 18 tuổi vào đoàn ca múa Hà Sơn Bình, chị là người một ca sĩ là trẻ nhất của đoàn, và chị là một ca sĩ cũng là một ca sĩ mà gọi là nhan sắc nhất của đoàn. Và không nghĩ rằng là sau gần 40 năm hai chị em gặp nhau một cái sông đám cưới ngày hôm qua. Cảm ơn chị nhiều lắm. Và không nghĩ rằng là chị trở về đây và chiến có trời sáng đức diễn cho cái đêm show hậu với bà Châu mà cũng không gặp được chị. Cũng nghe được thông tin chị ở Đức mà cũng không gặp chị. Và đúng ngày hôm qua là cái duyên cơ may diễn, tức là cái tiệc cưới của ca sĩ Huyền Quân. Và chiến nhìn thấy chị mà gần như là bị nghẹn đấy. À, của chị phải nói là nó ùa về, mà chị đứng chị nghe Chiến hát cái bài Chân Tình, chị không kìm nén nổi đúng chị. Và ngày hôm nay là chị rất là hạnh phúc để có mặt tại đây để cùng các quý vị được nói rằng là với chị nghe chị không bao giờ quên được. Vâng, hiểu chị đấy, là một người ca sĩ có trái tim mà chị là học tập và chị rất là hiểu. Một ngày hôm nay chị trở lại sân khấu với nghề, cái sự ảnh hưởng của chị Nga rất là lớn tới với học trường Tương Cường. Xin cảm ơn quý rất là. Quang nghĩ rằng là cái tình nghệ sĩ mà thì không có cái gì bằng âm nhạc không? Đúng rồi ạ. Không có phải chăng là Hoàng Chiến phải tặng cho chị Quỳnh Nga cũng như tất cả quý vị một sáng tác nào đó. Ok. Hãy chân tình đi. Ok. Và chị sẽ hát lại cái bài hát này của nhạc sĩ trẻ Trần Lê Quỳnh. Bài hát tựa đề Chân Tình. Xin mời quý vị cùng nghe. Lặng lẽ, ướt lạnh, chẳng ước gì.
vượt lạnh cho mưa phùn. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi. Cảm ơn quý vị, xin cảm ơn Hoàng Chiến Cường. Rất cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thì cũng đã sắp đến giờ phải chia tay rồi. Nhưng mà bây giờ thì Quang Long xin nhắn lời của nghệ sĩ Quỳnh Nga là sau khi mà kết thúc thì nghệ sĩ Quỳnh Nga vẫn muốn các quý vị tiếp tục lắng lại sân khấu này để chúng ta chụp những tấm hình kỷ niệm và tục thưởng thức những cái món ăn nhẹ mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn và trở lại với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm rất là quen thuộc của nhạc sĩ Vũ Thành An, bài Không Tên số 37 qua phần trình diễn của hai nữ nghệ sĩ Quỳnh Hoa và Tuyết Tuyết. Một bước đi lang thang ngày tháng xuân.
đời vẫn còn nắng, ngóng chờ người sao vẫn còn mơ hững hờ. Cho nhau gạt nỗi đau, đau đau tình yêu nhau, lớn lớn những ngày tháng bạc đầu. Đi đâu tìm kiếm nhau, vui trong cả nỗi đau, trăm năm vươn mình sống. Vẫn yêu là còn mơ, vẫn mơ mộng mộng mơ, vẫn ta xưa người cũ. Chỉ là một là đó, theo tháng năm vẫn vờ, cây cần vào hư vào hư vô.
Vâng, và bây giờ em xin mời tất cả các anh chị hãy ở lại, là bởi vì là đồ ăn mình đang chuẩn bị rất là nhiều đồ uống, thế hãy ở lại vui đêm nay một chút đi, các anh chị đừng về và lên đi chụp những kiểu ảnh kỷ niệm. Em cảm ơn anh và vâng, vâng, để chụp ảnh với anh Cường. Anh chủ cho em với cả chủ tịch rất là giải. Vâng ạ, dạ. Chị cảm ơn em, chị bà này đến dạy chị là gì đấy hả? Được chưa?
Chào.